Buồn quá mọi người ạ. Dịch dã chả đi đâu được. Từ ngày chỉ thị 16 giãn cách xã hội, ai ở nhà đấy, đường xá vắng tanh này, không một bóng người. Chốt nào cũng chốt nhá, trên đoạn kia một chốt kiểm dịch này. Dịch này muốn đi quay video không quay được ấy. Lâu lắm rồi không không đăng video lên YouTube rồi. Cái này bảo là quay linh tinh ở nhà này, đăng cái video lên cho nó đỡ mất tương tác này. Đấy, vườn tôi rất nhiều rau này, bao nhiêu rau này, ăn cả tháng không hết. Đó, cây mộc mộc trồng lâu lớn lắm, hoa cây đào, đào hồi Tết trồng ra sun hết lá, cò khế này, bao loại cây. Này, lá mơ mọc này, neo đây này, đây tường rào này. Nhà đam nhà đục, đây cái na na nâu lớn lắm. Hàng xóm này không thấy một bóng người. Đoạn trên kia một chút kiểm dịch này. Đi ở đây xem này. Đi qua phải xuất trình giấy tờ nhé. Đó, chốt kìa. Đấy, bạt ra cam đấy. Cái dịch này. Sửa điều hòa nhá. Đấy, vẫn có bà đi ra ngoài đường này. Đấy. Đây, lại có một đôi này, từ bấy nhiều người đi đường vết này. Đây. Đông người đi quá này. Điều hòa, dàn nóng, dàn lạnh này. Bao nhiêu tivi tủ lạnh này. Dàn tivi, thao hồ xem bóng đá này. Bình oxy các thứ này. Covid thở được cái bình này không nhỉ? Đi về nhà công an bắt. Đấy. Này, hoa không biết các bạn biết cái loại hoa này nó hoa gì không này. Rất chi đẹp nhá. Hồng này, đấy. Không biết là cái cây hoa gì đây này. Đấy. Nhà ba trẻ con này, bày đây sân này. Ghê khiếp không? Rác riêng này, chỗ riêng. Dịch cái cháo việc gì quanh quanh trong nhà thôi, quanh ra quanh vào cho hết ngày. Là có cái sung này quên mấy ngày không tưới nước mà chết gần hết rồi. Tiếc không? Nó tưới giờ nó lại nảy mầm rồi, không biết là có sống được không. Này, xương rồng này. Các bạn nào mà trồng cây mà lười chăm sóc này, lười chăm sóc cây thì trồng cái loại này nhá, xương rồng này này. Rất là dễ trồng mà sống dai. Cái trồng không cần chăm sóc thì ra xanh đét. Hoa đẹp chưa? Đấy, tôi trồng rất nhiều loại này. Đấy, tít đằng kia. Toàn xương rồng, xương rồng. Cau này.
Không biết cho mọi người thế nào nhưng chỗ tôi thì vẫn phải trồng cau nhé. Này, ngày xưa chưa xây cái sân này, ngày xưa chưa xây cái sân này thì trải cau toàn phải neo từ dưới đất neo lên này, lên tận ngọn này. Nhưng có cái xây cái tầng này rồi đứng này, với được cau ngay. Cây xanh này, cây cảnh này không biết tên. Đấy, sung. Sung nhá. Sung nếp hay sung gì không biết. Chán quá. Đấy nè. Này. Hoa hồng gai lấy từ Sapa về. Hoa hồng neo hồng dại ấy. Đấy. Nè, sung rồng này. Bao sung rồng. Đấy, rực rỡ nhà cửa làm phải dừng lại hết rồi. Đấy, chốt chiếc này. Quán bia biết tất cả các quán đóng cửa hết.